Quay lại cho xem. Chưa trả tiền nữa. Để cho vào cho. Thôi luôn.
Đất thịt thật. Nó cái kia nó quay ở nó rất nhiều. Con này sai của nó có mỗi sai cầu trước đúng không? Nhưng mà nếu cầu trước mà... Cầu trước nó sai thì cầu sau nó không sai. Nó như kiểu nó bắt nối như bắt chó ấy. Nối bánh nó quay. Nhưng thịt chính nó ăn ngay trước. Nhưng mà nó lai không? Thế nó khỏe được. Chứ không thì kéo đi được. Nó chủ yếu nó ấn ở trước để cái vòng nó nít rồi. Con này được khó không? Chúng mình được quay trộm. Đúng như giờ nó chặn camera giúp kín rồi, công trình quay trộm. Xem lại có gậy giữa màn hình. Để chết ra tí. Cái tôi thấy nó khác người. Cho đầy cát những mặn được. Đây, anh của anh trên đầu á. Chỉ cần giật giật tí là được.